Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Mở đầu chuyên mục hôm nay là phóng sự hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững. Sau đề cập Điện Biên Đông phát triển kinh tế trang trại, gia trại, chúng tôi giới thiệu xã Thanh Nưa đẩy mạnh sản xuất vụ đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lay cũng lồng ghép nhiều nguồn lực giúp phụ nữ có sinh kế để thoát nghèo, từng bước phát triển kinh tế gia đình và khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Những việc làm thiết thực mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lay đang triển khai nhằm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số còn khẳng định vai trò và uy tín của tổ chức hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lay hiện có gần 2.200 hội viên, trong đó hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Phần lớn chị em phụ nữ sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, điều kiện phát triển kinh tế còn hạn chế. Để giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế, các chi hội phụ nữ cơ sở của thị xã Mường Lay đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nhằm nắm rõ được nhu cầu phát triển kinh tế của từng chị em. Từ đây, những hội viên có nhu cầu về vốn sẽ được hội phụ nữ phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ. Khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ với số vốn ban đầu vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội là 50 triệu đồng. Chị Sừng Xì Già ở bản Lé, xã Lay Nưa đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt để cải thiện kinh tế gia đình. Chị đã tìm tòi học hỏi để chăn nuôi lợn. Ban đầu do chưa có kinh nghiệm và không có thị trường tiêu thụ nên lợn xuất bán thường xuyên bị thương lái ép giá, cộng với chi phí đầu vào cao nên việc chăn nuôi của gia đình gần như không có lãi. Không ngại khó, không ngại khổ, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, chị Sừng Xì Già vẫn tiếp tục duy trì đàn lợn, dần nâng cao chất lượng sản phẩm, cân đối giữa đầu vào và đầu ra. Từ đó, việc chăn nuôi bắt đầu đi vào nề nếp và cho thu nhập ngày một tăng. Có thêm tích lũy, gia đình chị tiếp tục phát triển đàn lợn, đồng thời mở rộng quy mô chuồng trại, đầu tư mua thêm 10 con bò về chăn nuôi. Đàn vật nuôi của nhà chị ngày càng phát triển, giúp gia đình chị thoát nghèo. Để có thể mô hình kinh tế phát triển như bây giờ thì mình có thể khắc phục bệnh, nhưng ngày xưa em được học qua y, lấy áp dụng thực tế được đi học để bây giờ áp dụng vật nuôi. Cơ thể và vật nuôi cũng như cơ thể của con người, để có thể khắc phát triển như thế, mình có thể áp dụng thực tế như con người mình thì mình có thể chăm sóc như vật nuôi như vậy. Để chuột chạy thì lúc nào cũng phải vệ sinh sạch sẽ và khô ráo, khô ở ướt. Hàng tháng phải định kỳ hàng tháng sát khuẩn, vệ sinh để giáp vô bộ để phòng chống bệnh, nhất là mùa mưa, sau này khi trời bắt đầu thời tiết thay đổi để phòng chống bệnh, để đả gia súc gia cầm của mình để phát triển kinh tế tốt hơn. Trước đây, gia đình chị Mào Thị Ngái ở bản Ho Cang, xã Lay Nưa cũng rất khó khăn. Vợ chồng chỉ biết làm ruộng, làm nương. Từ khi được vận động tham gia sinh hoạt hội phụ nữ, chị Ngái được nghe tuyên truyền về các chủ trương chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Chị Ngái đã mạnh dạn vay 10 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm của chi hội phụ nữ bản để đầu tư mô hình trồng nấm rơm và nấm sò. Là cũng gương mẫu làm và cho anh em chị em phụ nữ làm theo, và tôi cũng đã làm nấm này cũng hơn 10 năm rồi thì cũng có kinh nghiệm rồi, nhưng mà chị em lại chưa biết, thế là tôi lại gương mẫu làm để hướng dẫn cho chị em làm theo. Làm nấm thì cũng hiệu quả, rất là thu nhập được cao ạ. Lúc làm ban đầu thì cũng là vất vả thật, nhưng mà sau mình đã đóng bịch này, làm túi này xong rồi thì bắt đầu là mình yên tâm, chỉ có đợi mà hái nấm thôi. Với phương châm nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lay đã thực hiện tốt hơn vai trò bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy chị em phụ nữ phát triển kinh tế. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã chỉ đạo các cấp hội khảo sát nắm vững hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp các hộ nghèo. Trên cơ sở khảo sát nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ và nhu cầu của phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn,
các cấp hội đã tiến hành phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để có các giải pháp tác động phù hợp thiết thực. Trong đó, vừa chú trọng tuyên truyền phụ nữ phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng an phận, trông chờ ỷ lại, vừa vận động hội viên phụ nữ đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau về vốn ngày công, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, mô hình phụ nữ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế cũng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Những năm qua, Hội Phụ Nữ Thị xã đã có nhiều mô hình, nhiều hoạt động thiết thực để vận động chị em phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, từ thay đổi nhận thức cho đến việc vay vốn phát triển kinh tế cho hộ gia đình. Sau khi xây dựng thủy điện Sơn La, bán ngập này, đất ruộng thì hạn hẹp, tôi chuyển đổi ngành nghề, chuyển sang may mặc và kinh doanh cám lợn gà với lại gạo, làm giúp chị em phụ nữ được 4 nhân viên để làm để may mặc. Là một người phụ nữ thì mình luôn luôn cố gắng phấn đấu để có ích cho gia đình và cho xã hội, để giúp đỡ mọi người. Còn ví dụ cám lợn thì cho các hội nông dân nghèo, kiểu là từ khoảng 6 tháng mới bán lợn được, thì họ mới trả cho người ta ứng. Rồi tạo thu nhập cho các gia đình, giúp đỡ nhiều gia đình. Để việc quan tâm động viên khuyến khích hội viên phụ nữ phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp hội còn là cầu nối quan trọng cho các hội viên phụ nữ trong việc tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, cũng như có điều kiện giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị trong trồng trọt chăn nuôi. Đặc biệt, thông qua các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã đã phân công các chi hội giúp đỡ cho trên 310 hộ gia đình phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, đồng thời duy trì 12 mô hình cổ phần tài chính tự quản với số tiền gần 950 triệu đồng, giải quyết cho 500 lượt thành viên trong nhóm vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, đã giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên trở thành hộ khá giàu. Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, làm ăn có hiệu quả cao, ngày càng được nhân rộng. Để góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên là người dân tộc thiểu số, thì trong cái thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã tích cực xây dựng các cái mô hình liên kết, nhóm liên kết tại các cái tổ bản bằng cái hướng thiết thực là giúp cho chị em liên kết phát triển kinh tế trong cộng đồng, và đặc biệt là việc xây dựng các cái mô hình cổ phần tài chính tự quản, giúp cho chị em thành lập các cái mô hình mang cái tính thiết thực hiệu quả và chị em biết tiết kiệm trong cái việc mà tạo cái nguồn vốn vay, tăng thu nhập trong gia đình. Trong thời gian vừa qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội khảo sát cũng như là giải quyết các cái vấn đề vốn vay cho hộ phụ nữ phát triển kinh tế. Qua đó thì nhiều phụ nữ từ cái gia đình là nghèo vươn lên thoát nghèo, thì chúng tôi cũng đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong thời gian vừa qua, hướng tới là nâng cao cái vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình. Với những cách làm hiệu quả trong hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã Mường Lay đã giúp hội viên phụ nữ thêm động lực phát triển sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị, những năm gần đây, kinh tế trang trại, gia trại ở huyện Điện Biên Đông đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đây được xem là hướng đi hiệu quả, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị Hoàng Thị Lực ở tổ 7, thị trấn Điện Biên Đông là điển hình về phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Nhận thấy chăn nuôi, trồng cây ăn quả phù hợp với địa hình khí hậu của địa phương, năm 2016, với số vốn tích góp được, chị Lực đã vay thêm vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để cải tạo diện tích đất sản xuất của gia đình. Ban đầu chăn nuôi với quy mô nhỏ, đến nay sau khi đã có vốn, chị Lực tiếp tục mở rộng thêm chuồng trại, nuôi mỗi lứa trên 30 con lợn, 1.000 con gia cầm, đồng thời trồng thêm các loại cây ăn quả trên diện tích đất vườn đồi của gia đình như thanh long, ổi, bưởi da xanh. Tôi thì cũng
nhờ đất đai với lại các thứ thì tôi cũng tận dụng, tôi làm vườn rau và trồng cây ăn quả và nuôi gà, nuôi vịt, nuôi lợn. Hàng năm thu hoạch vừa cải tạo là lấy cái đồ ăn của mình còn thừa thì cũng sợ được xuất bán ra thị trường. Cũng đầu tư phát triển kinh tế theo hướng gia trại, gia đình ông Lò Văn Thanh ở bản Pá Bạt 2, xã Mường Luân chọn làm giàu với nghề nuôi cá. Tận dụng diện tích đất đai sẵn có cùng với nguồn nước tự nhiên phong phú, gia đình ông Thanh đã cải tạo trên 7.000 m2 ruộng để làm ao nuôi cá. Với các loại cá như rô phi, chấm, chép, mỗi năm gia đình ông xuất bán khoảng 4 tấn cá. Ngoài ra, gia đình ông Thanh còn chăn nuôi gia súc gia cầm để tăng thu nhập. Là mỗi năm thì thu được là cá liên tính, riêng cá liên tính thì thu được là 2 tấn 7 đến 3 tấn. Cá chép chấm là mẹ thì được 1 tấn. Thì mỗi năm thì mình thu bán được thì là thu được thì mỗi cân ở đây thì cân 50.000, 45 đến 50.000 một cân. Thế mà cá chép, cá chấm thì là 80.000. Mỗi năm thu thì cũng được là hơn 200 mỗi năm. Hiện nay trên địa bàn huyện Điện Biên Đông có gần 100 mô hình kinh tế, trang trại, gia trại tổng hợp với mức thu nhập trung bình từ 50 đến 100 triệu đồng một năm. Trong đó có mô hình cho thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng trên năm. Kinh tế trang trại, gia trại đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao giá trị kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện cũng như giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Hàng năm chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch từng năm một để cho vận động bà con phát triển kinh tế hộ gia đình. Còn đối với Ủy ban nhân xã thì cũng phối hợp với các ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp ở huyện Điện Biên Đông thì cũng tạo điều kiện để cho nhân dân được vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đối với xã Mường Luân. Thì báo cáo toàn thể các đồng chí thì đối với xã Mường Luân thì cũng nhờ được có sự vay vốn của ngân hàng thì cũng đã phát triển được rất nhiều mô hình, đặc biệt là cái mô hình cá ở bản Mường Luân 1 với mô hình cá ở bản Pá Bạt 1, Pá Bạt 2. Với một mô hình nữa là mô hình vườn ao chuồng đồng chí Phóng ở bản Mường Luân 2 và một số cái mô hình khác. Và trong nhân dân xã Mường Luân này cũng rất là chú trọng để phát triển nền kinh tế hộ gia đình, mục đích là xóa đói giảm nghèo. Để người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng thuộc đồng bào dân tộc thiểu số phát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại hiệu quả cao, huyện Điện Biên Đông đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của huyện về phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ dân làm kinh tế trang trại, gia trại, hỗ trợ tối đa chuyển giao công nghệ, các gói vốn vay phù hợp. Hỗ trợ cho bà con nhân dân trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, đặc biệt là các cái chương trình hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, cũng như hỗ trợ sản xuất và các cái chương trình hỗ trợ xây dựng các cái mô hình về trồng trọt chăn nuôi. Thì qua kết quả đánh giá thì cơ bản các cái tới thời điểm này thì các cái mô hình hỗ trợ sản xuất cũng như các cái chương trình hỗ trợ xây dựng các cái mô hình thì đã cho kết quả khá khả quan và đã có nhiều cái thu nhập cho bà con nhân dân và đảm bảo mấy cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như gắn với cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Với hướng đi đúng hiệu quả, việc phát triển các mô hình kinh tế gia trại, trang trại đã và đang góp phần thay da đổi thịt những vùng khó của huyện vùng cao Điện Biên Đông. Quý vị và các bạn thân mến, xác định việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng thâm canh tăng vụ, nhất là trồng cây vụ đông nhằm đem lại hiệu quả kinh tế. Những năm qua, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên luôn là một trong những địa phương có phong trào trồng cây vụ đông phát triển khá mạnh của huyện. Những năm gần đây, phong trào trồng cây vụ đông trên đất lúa hai vụ đã phát triển rộng khắp trên địa bàn xã Thanh Nưa. Và đây cũng là một trong những địa phương đi đầu của huyện Điện Biên trong sản xuất vụ đông. Ngay từ vụ mùa, người dân đã đẩy thời gian gieo cấy lúa lên sớm hơn để giải phóng đất phục vụ trồng cây vụ đông. Rồi sau khi thu hoạch lúa mùa, bà con lại bắt tay ngay vào làm đất để trồng vụ ba với cây ngô, rau, khoai các loại. Bởi vậy, thời gian đất nghỉ là rất ít. Diện tích cây trồng vụ đông được mở rộng hàng năm,
cũng đồng nghĩa với việc thu nhập của người dân tăng lên đáng kể. So với đó thì trồng khoai thì được nhiều hơn. 1.000 m² thì lúa thì được 5 tạ, nhưng mà khoai thì bán đi thì mua thóc thì nó cũng được 7 tạ. Không phải chăm sóc nhiều như lúa. Nếu mà trường hợp nó sau bệnh thì chỉ phun thảo ôn. Trước thì làm lúa xong ấy thì hai vụ thế là hai vụ xong rồi thì bỏ không. Thế là sau này là mọi người cũng làm ngô ra. Trồng ngô, ai cũng bảo là tốt, là trồng ngô tốt. Thế là mọi người ai cũng làm. Hôm nay là tôi trồng ngô nếp. Trồng lúc nào đến mùa thu hoạch thì mình thu hoạch bán ở đây, tại nhà luôn. Cũng thu hoạch được, phát triển tốt. Nhờ chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện thực tế ở địa phương, mà gần 4.000 m² diện tích đất sản xuất của gia đình chị Lò Thị Xiến ở bản On, xã Thanh Đưa luôn cho thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng một năm. Có được kết quả đó là do gia đình đã bố trí trồng được cả 3 vụ trong năm, trong đó vụ xuân và vụ mùa chị trồng lúa, ngô nếp, còn vụ đông chị trồng khoai lang. Với cách làm này đã giúp gia đình chị có thu nhập ổn định. Với điều kiện thời tiết, bà con nông dân sau trồng lúa xong thì trồng lúa trên ruộng một vụ thì bà con cải tạo đất thì bà con cùng nhau tập trung để trồng khoai lang. Khoai lang sau trồng 5-6 tháng thì bà con được xuất xong thì bà con lại trồng đỗ len hoặc là trồng ngô. Hốt lép để bán xong là đến mùa bao là để chuẩn bị vào mùa vào tháng 6 thì bà con lại trồng lúa sẽ sau cái vụ thu được trồng khoai thì gia đình cũng thu được một giúp gia đình cải thiện cuộc sống được một ít nhỏ mỗi năm thì ví dụ trồng 1.000 m² thì cũng thu được mấy tạ khoai để trang trải trong cuộc sống ạ. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, toàn xã Thanh Nưa sẽ gieo trồng gần 150 ha cây trồng vụ đông, chủ yếu là ngô, khoai và rau đậu các loại. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, xã đã xây dựng phương án, giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích cho từng bản. Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ các nguồn, giống cây trồng chất lượng, phân bón để cung ứng cho bà con nông dân, bảo đảm sản xuất kịp thời theo đúng lịch thời vụ. Bà con nhân dân của bản mền trước kia là những cái cánh đồng đằng sau của mình đang đứng này là trồng lúa 2 vụ. Qua cái tuyên truyền vận động của chi ủy chi bộ cũng như trưởng thôn thì bà con cũng nhận thức được thì cái thêm cây vụ 3 ví dụ như là cây ngô hoặc là cũng có một số là trồng khoai lang, khoai tây, trồng dưa để làm được cái tuyên truyền cho bà con, vận động bà con tức là mình phải sau khi trồng lúa thì mình không để hoang phí đất trong cái thời gian mình gặt xong thì mình tranh thủ trồng cây vụ 3 để tăng thêm thu nhập. Chính quyền xã thì cũng cử cán bộ khuyến nông xuống mở lớp tập huấn cũng như tuyên truyền cho bà con để bà con nắm được cái kỹ thuật để mình trồng những cây vụ 3 như thế này. Từ thực tiễn ở xã Thanh Nưa, để sản xuất vụ đông hiệu quả, yếu tố quan trọng là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt khung thời vụ để tổ chức sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong từng thời điểm đối với từng sản phẩm cụ thể. Có như vậy, cây vụ đông mới thực sự đem lại nguồn thu nhập cho bà con nông dân và góp phần phát triển kinh tế ở địa phương. Chuyên mục Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.